Nhà văn Mark Twain đã từng nói, một người không đọc sách chẳng khác gì một kẻ không biết đọc. Đọc sách để tiếp thu tri thức và làm giàu cho trí óc của mình là một việc làm rất cần thiết. Việt Nam là một dân tộc yêu sách, yêu tri thức và luôn cầu tiến trên con đường tri thức. Thế nhưng, ngày nay văn hóa đọc của người Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ, sa sút nghiêm trọng, ngày càng có ít bạn trẻ thích đọc sách và viết sách. Đọc sách và xây dựng văn hóa đọc sách lành mạnh, hiệu quả và tiến bộ vẫn là một nhu cầu thiết yếu trong xã hội ngày nay. Chúng ta không chỉ đọc để thưởng thức vẻ đẹp của ngôn từ mà còn làm giàu tri thức, đánh thức niềm dung cảm chân thiện ở mỗi con người. Đọc sách là cách tốt nhất để nuôi dưỡng tinh thần, vì vậy việc chọn lựa sách để đọc cũng rất quan trọng. Chúng ta không thể đọc hết mà chỉ cần đọc những quyển sách thật sự cần thiết mà thôi. Đọc sách cốt lấy tinh túy, nhất thiết phải đọc chậm rãi, nghiền ngẫm sâu sắc, tiếp nhận tinh hoa trong sách, từ đó biến nó trở thành hành động hữu ích, góp phần hoàn thiện bản thân, xã hội và thế giới. Mỗi người trong chúng ta, ai ai cũng có những sở thích của riêng mình. Tôi cũng vậy, tôi rất thích đọc sách và đọc rất nhiều thể loại sách. Nhưng cuốn sách đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất và làm thay đổi suy nghĩ của tôi, đó là cuốn Đắc Nhân Tâm của tác giả Dale Carnegie. Cuốn sách đã dạy tôi rất nhiều điều hay và có những điều tôi nghĩ mình phải học cả đời. Tôi thường băn khoăn làm sao để mỗi ngày trôi qua sẽ là một nấc thang đưa tôi đến thành công và có được cái nhìn thiện cảm của người khác dành cho mình. Cho đến khi tôi chạm tay tới cuốn sách đã làm thay đổi cuộc sống của biết bao người trên thế giới. Cuốn sách có tầm ảnh hưởng nhất mọi thời đại, Đắc Nhân Tâm. Lý thuyết muôn thuở vẫn là những quy tắc chết, chỉ có nhân tâm là sống, là biến đổi. Đến với cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 với chủ đề Cuốn sách tôi yêu, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với mọi người về cuốn sách này để làm rõ hơn vì sao cuốn sách đã mang lại những thay đổi tích cực đối với tôi. Đầu tiên, xin được nói qua về tác giả Dale Carnegie. Ông vốn là một con người rất bình thường, nhưng bằng sự nỗ lực vượt bậc, ông đã được hàng triệu người trên thế giới biết đến nhờ tài năng xuất chúng trong nghệ thuật hùng biện và khả năng thuyết phục. Đây là công trình tâm huyết cả đời của Dale. Khi xuất phát từ chính nhu cầu của ông cảm thấy rằng cuộc đời mình sẽ không phạm phải quá nhiều những sai lầm nếu được học tử tế về cách cư xử trong cuộc sống. Cuốn sách cũng chính là những trải nghiệm phong phú của tác giả mà điểm mấu chốt chính là sự chân thành. Bạn sẽ không thể học được bí kíp này nếu không nhận ra ý nghĩa thực sự của chữ tâm. Về cuốn sách, nó được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1936, được bán ra 15 triệu bản và dịch ra 45 thứ tiếng trên toàn thế giới. Là cuốn sách duy nhất trong thể loại sách tự lực, dẫn đầu danh mục sách bán chạy nhất suốt 10 năm liền, lọt top 100 cuốn phi tiểu thuyết hay nhất mọi thời đại. Phần 1. Nghệ thuật ứng xử cơ bản. Trong đó có bài viết Cha đã quên, kể về một người cha nhìn con mình bằng đôi mắt già cỗi, đầy muộn phiền và thành kiến. Người cha chẳng thèm biết đến những cái tốt, sự chân thành hồn nhiên trong tư chất của con mình. Tôi đã giật mình khi đọc bài viết này, bởi tôi nhìn thấy bóng dáng của mình trong người cha ấy. Tôi cũng đã rất nhiều lần giận dữ vô cớ với những đứa con của mình. Dường như tôi cũng giống như người cha kia, thường hay oán trách, la mắng và chỉ nhìn vào những sai lầm của con mà quên rằng tôi nên biết thông cảm và nên đặt mình vào vị trí của chúng. Trong các mối quan hệ xã hội cũng vậy. Nếu tôi biết đặt mình vào suy nghĩ của người khác thì có lẽ tôi đã có nhiều bạn tốt hơn và nhiều thành công hơn nữa. Giờ thì tôi đã biết nụ cười luôn là cách dễ dàng nhất để kết nối mọi người. Và chỉ khi bạn quan tâm đến người khác thì mới có thể khiến người khác quan tâm đến mình. Tôi đã học cách thay đổi bản thân từng ngày, đúc kết qua những mối quan hệ trong cuộc sống. Kể từ đó, tôi luôn cố gắng xây dựng lại hình ảnh bản thân, luôn mở lòng, sống chan hòa, rèn luyện tính vị tha, lòng cao thượng với mọi người, với phương châm lấy chân thành để đổi lấy chân thành. Phần tiếp theo của quyển sách là 12 cách hướng suy nghĩ của người khác theo bạn. Bạn biết đấy, thay đổi một người là điều thật khó. Có câu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Vì vậy, hãy quên việc thay đổi người khác đi. Cái bạn cần là một chút tĩnh lặng để suy nghĩ trước cái lợi và cái hại của vấn đề. Đôi khi phải kiềm chế cái tôi của mình lại, nhận sai nếu có lỗi,
Trong giao tiếp, hãy trao quyền làm chủ của cuộc nói chuyện cho đối phương và đề xuất ý tưởng cho họ. Bằng cách đó, họ có thể thoải mái bộc lộ hết suy nghĩ của mình. Tôi rất thích câu khen ngợi trước, yêu cầu sau. Đó là cách bạn muốn người khác nghe theo bạn. Cuốn sách giúp tôi hiểu rằng chúng ta cần khơi gợi sự cao thượng và tinh thần thử thách để khuyến khích mọi người, khơi nguồn cảm hứng, sáng tạo. Như vậy, thật đơn giản để khiến người khác nghe theo bạn. Ngày mai, bạn hãy thử bắt đầu một ngày mới như vậy nhé. Phần 4. Chuyển hóa người khác mà không gây sự chống đối hay cáu giận. Bằng cách ngừng phê bình người khác. Chỉ ngừng thôi nhé, vì có rất nhiều điều bạn muốn nói ra mà chẳng ai chịu hiểu bạn cả. Hãy chọn cách ít gây hiểu lầm hơn. Có thể là một lời khen, một lời động viên, hay đơn giản là bạn biết nhận lỗi. Có khi là lời phê bình gián tiếp sẽ khiến cho đối phương dễ chịu hơn rất nhiều. Việc khơi gợi niềm tự hào, khuyến khích họ sáng tạo cũng là những cách rất hay để thay đổi suy nghĩ của đối phương, miễn là bạn đừng áp đặt quan điểm, suy nghĩ của mình lên họ. 4 phần với 30 nguyên tắc là 30 câu chuyện, 30 bài học đạo lý. Mỗi một nguyên tắc là một triết lý nhân sinh sâu sắc. Mỗi người chúng ta gặp nhau là một cái duyên, mỗi người bạn gặp đều sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn. Dù tốt hay xấu, họ đều dạy cho chúng ta bài học nhất định, những kinh nghiệm sống vô cùng tuyệt vời. Chính vì vậy, đừng lên án, chỉ trích hay than phiền bất kỳ ai, kể cả họ có làm tổn thương, phản bội hay lợi dụng bạn thì hãy tha thứ cho họ, bởi vì có thể nhờ họ mà bạn học được cách khoan dung. Xuyên suốt cuốn sách, chúng ta đúc rút cho mình những bài học nhẹ nhàng mà sâu lắng. Chúng ta học được rằng thái độ dịu dàng, thân thiện và những lời khen ngợi chân thành có thể khiến người ta thay đổi ý kiến dễ dàng hơn là gây căng thẳng, khó chịu. Nếu được yêu thương, con người sẽ biết yêu thương và trở nên đáng yêu hơn. Đọc xong cuốn Đắc Nhân Tâm, tôi thật sự tâm đắc với một số câu nói mà Dale Carnegie đã gửi gắm tới độc giả của ông như những phương châm sống mà cho tới ngày nay, dù đã trải qua hơn 50 năm, chúng vẫn giữ những giá trị vô cùng to lớn, có tầm ảnh hưởng làm thay đổi tích cực đến suy nghĩ và hành động của rất nhiều người. Câu nói thứ nhất, những thứ bạn có, bạn là ai, bạn ở đâu hay bạn đang làm gì, không phải những điều làm nên hạnh phúc mà là ở cách suy nghĩ của bạn. Đừng sợ những kẻ thù tấn công bạn, hãy cẩn thận những kẻ nịnh hót bạn. Nói với ai về chính họ và họ sẽ lắng nghe bạn hàng giờ liền. Để xua tan một nỗi buồn, cách tốt nhất là hãy mỉm cười. Bạn chỉ cần có thái độ vui vẻ khi tiếp xúc với mọi người, nếu bạn muốn họ cũng có ý nghĩ tương tự. Nếu như có một bí quyết nào thành công thì nó nằm ở khả năng hiểu và thông cảm với quan điểm của người khác và nhìn sự việc theo góc độ của người ấy cũng như của chính mình. Và câu nói cuối cùng, nếu chúng ta muốn có những người bạn thực sự thì hãy nghĩ làm việc gì đó cho họ, dành cho họ thời gian, sức lực và sự quan tâm không vụ lợi. Hãy cảm nhận nhiều hơn, hãy nghĩ sâu xa hơn và hãy đối xử tốt với nhau khi còn sống. Hãy giao tiếp bằng tất cả trái tim và tình cảm. Con người đi cả một đời cũng chỉ để học mãi những điều này thôi. Đắc Nhân Tâm đã và đang trở thành cuốn sách cần đọc dành cho tất cả mọi người. Lý thuyết mãi là lý thuyết nếu chúng ta không vận dụng, chuyển hóa nó như một kỹ năng gắn với bản thân. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Các bạn hãy đọc Đắc Nhân Tâm để cảm nhận chuyện tình thế thái, những việc đã và đang hiện hữu mỗi ngày và tự rút ra bài học cho riêng mình nhé. Cũng giống như tôi, từ ngày đọc quyển sách này, tôi đã cố gắng rèn luyện để thay đổi bản thân và thật sự đã làm được nhiều điều có ích cho mọi người. Tôi đã biết lắng nghe, biết chia sẻ, quan tâm hơn đến cảm nhận của người khác. Cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn và tôi có thể mỉm cười mọi lúc, mọi nơi.